Dạ vâng, hôm nay em lên cho mọi người một con tép nhá. Cái tép này phải nói là rất là đặc biệt ở đây. Đấy, như mọi người thấy thì tép tròn khá là nhiều rồi đúng không ạ? Nếu như bình thường như những chiếc tép khác thì nó sẽ là vòng tròn ở bên trong, nhưng ở đây thì nó sẽ có một cái viền ở ốp ở bên ngoài như này nữa, tạo sự khác biệt cũng như là trang trí luôn cho cái phần loa của mình nhá. Quan trọng nhất là các anh đo làm sao cho em được cái viền đằng sau nó vừa với cả cái thùng loa nhà mình, còn đằng trước thì nó chỉ là ốp thôi. Đấy, nếu cần thiết thì các anh có thể tháo ra cũng được. Em nghĩ này tháo ra cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà em nghĩ là để như này thì nó sẽ đẹp hơn nhá. Đấy, đây. Đấy. Đây là nón được thiết kế theo kiểu múi khế nhá, thì rất là đặc biệt luôn. Đấy. Nó giúp bảo vệ cho mình cái tép của mình luôn. Củ kia của nó này. Đây là của cái tép của hãng Victor. Đây, Victor này. Đấy, Japan luôn nhá. Ui, cái này thì em cũng không biết, có một số anh cứ bảo đọc các cái thứ thì đây nhá, em thấy đây trên đây ghi là 5 ohm, mắc cái gì mà 80W ấy, cũng không biết là có phải là công suất không. Đấy, em nhìn thấy thì em cứ đọc lên thôi, còn về các bác tự châm cứu giúp em biết, vì những cái này thì thật sự em không dành. Đấy nhá, đây phía đằng sau của tép đây. Đấy. Em sẽ đo về kích thước của cái tép này cho mọi người thấy này. Tép ở đây thì có chiều ngang là 10cm. Đây, chiều sâu của tép thì là 15 nhá, khá là to đúng không ạ? Đấy, ở củ của tép ở đây thì đường kính là 7,5 nhá, 8 phân ấy, bởi vì khi mọi người dốc gióng thẳng thước xuống thì nó sẽ có cái viền ở phía bên ngoài nữa, nên nếu mà cái vỏ thùng nhà mình cỡ tầm 8 phân thì cũng có thể vừa được, nhưng mà nó phải có một cái nút khuyết đây để nhét được cái phần trên này nhá mọi người nhá. Đấy, tép phải nói rất là chất luôn. Đấy, phần nhựa này giờ rất là thích tay luôn. Thì cái đôi tép này thì em sẽ để cho mọi người giá thôi, giá bằng những đôi khác nhá. Em sẽ để cho mọi người giá là 1.250.000. Đấy, bác nào lấy thì alo luôn cho em. Số điện thoại của bên em là 0966 594 581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đây là một trong những con tép phải nói là rất là cổ và hơn nữa của loa cao cấp đấy, chứ không phải loa thường đâu. Nên bác nào mà đang có nhu cầu mà thử những cái dòng mà cao cấp đắt tiền mà với giá trung bình như thế này thì alo luôn cho em nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.